Chào cô chú anh chị, 4:30 chiều rồi mà rất may em gặp được tôm. Đấy, tôm rùa to đùng luôn, chắc khoảng 30 phân nha, bánh mật 30 phân. Giờ em sẽ lấy cái cục bánh mật không thôi, em sẽ chừa cái đàn con này lại đây để cho nó tiếp tục nó nở nha. Em sẽ không cắt nguyên cành đâu, cắt nguyên cành này về bán nguyên tổ, nhưng mà em không, mà con ruồi em không bắt như vậy, em chỉ lấy mật thôi. Còn ông ruồi là ông ruồi, còn mật là ông mật, ông khoái là ông khoái, chứ không có lộn xộn. Lại bắt mình bắt buông cả con nó phí lắm. Rồi em chào đến bắt nha. Chụp tấm hình video ông ruồi cho sướng coi nào. Đây mật còn tươi, cùng mật còn tươi của chú anh chị ha. Đấy rồi, em chào.